Cho tới sau này con mới biết là anh sợ chó. Cho tới sau này con mới biết là anh sợ chó. Trời ơi, con được xếp ở chung một phòng để tối diễn, để thay đồ này nọ. Con thấy anh hơi giống BD. BD. Anh ngồi trên xe, anh ngồi kế bên, anh cứ hung má con hoài. Hả? Anh khóc, mẹ con bỏ lên lầu. Em ngồi dưới đó anh khóc, khóc như một đứa nít luôn. Tên là Huyền Ngọc. Năm nay con 32 tuổi và con đang làm ca sĩ. Và nghệ danh của con là Nancy. Đó, Nancy. Ngoài làm ca sĩ ra thì con là diễn viên lồng tiếng. Ở nhà có bán ốc online nữa. Trời ơi, ốc kìa. Chào con, chào cô Hồng Vân, chào chú Thuận. Con tên là Hoàng Tú. À, nghề của con là ca sĩ tự do. Nghệ danh luôn. Nghệ danh con là Kiun. Rồi Kiun còn làm gì nữa? Dạ, ngồi hát thì con cũng sáng tác với lại phụ vợ bán ốc. Dễ cưng, dễ cưng lắm. Giờ mời Kiun bây giờ biểu diễn. Hai vợ chồng luôn. Hai vợ chồng. Thì con xin phép hát một đoạn ngắn. Đứng lên chồng. Đứng lên luôn đi. Đứng lên khoe phọt con. Dạ. Bài này do chồng con sáng tác luôn. Ồ, Kiun sáng tác luôn hả con? Dạ. Hai, ba. Đi bên em lòng càng thiết tha, anh không buồn dài. Qua bao nhiêu phong ba giữ chặt lấy nhau thương yêu mặn nồng. Khi xem cô đơn ngày dài ngóng trông đêm mong từng giờ. Vâng, câu ca dịu em mỉm cười với nhau trên con đường yêu đầy muôn màu. Hay quá. Chúc nữ sinh cái beat này để Quốc Thượng với Hồng Vân hát trong vòng con. Bé vợ nó quên chữ hay hai chữ gì đó ha, là bé chồng nó sáng tác nó thuộc á. Chúng ta quay lại chương trình. Cái cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau? Và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên là đi hát ở Sài Gòn. Hôm đó là con hát trước. Nhóm con hát trước, nhóm con là ba nữ. Thì nhóm của chồng con là hai nam. Lúc đó tụi con chưa có hát chung với nhau. Thì con vô thì con cũng nhìn thấy hai anh này đứng ở trong cánh gà. Lúc đó ấn tượng con không có nhiều gì về anh này. Thì có một dối lòng không? Dạ thì con không có gì ấn tượng với anh này hết. Thì lúc mà tụi con đi ra chỗ lấy xe thì có một con chó rất là to ngay chỗ lấy xe đó. Anh này thì anh ga lăng, anh mới kiểu như là anh để anh dắt, anh dắt, anh dắt tụi em qua. Thì nhóm con qua trước thì con là người cuối cùng. Thì con chào anh cảm ơn. Thì cho tới sau này con mới biết là anh sợ chó. Cho tới sau này con mới biết là anh sợ chó. Trời ơi, con cũng dạy gái dạy mỹ nhân tới cái mức mà con sẵn sàng hy sinh luôn á. Ôi, lý do gì? Em đoán ngay chắc là để ý bé Nancy á. Đúng không? Cuối phút cuối là em mới nhìn ấy. Ủa, con này xinh xinh ta. Cái nghĩ qua, sợ sợ chó một xíu. Thôi kệ, dắt đại qua đi chứ biết sao giờ. Mà con có nghĩ là đang đi con chó nó tập con cái rồi sao? Cũng hơi sợ á. Nhưng mà lỡ rồi bây giờ dắt luôn cái sao vậy? Sau đó thì sau sao đó mà? Thì cũng không có liên lạc gì với nhau cho tới khoảng một tháng sau tụi con mới cùng một show nữa với nhau ở Sa Đéc. Đó là ngày mà tụi con bắt đầu có tình cảm với nhau nhiều hơn. Với là tụi con được xếp ở chung một phòng để tối diễn, để thay đồ này nọ. Con thấy anh hơi giống BD. BD. Anh ngồi mà anh lúc anh đang ngồi dưới đất nhưng mà anh ngồi chéo qua một bên vậy. Xong rồi anh xếp, cũng đồ, nữa. Anh xếp đồ rồi anh gọn tới cái mức mà ngăn nắp ra từng ly từng tí sai một chút xíu cũng không được. Xong rồi ngồi make up, là make up thì bình thường không nói đi nhưng mà kiểu như cái cách anh make up rất là mắc cười luôn á. Tới tối đi diễn thì anh lên sân khấu anh lại rất là men. Rất là thần thái luôn cô chú, con rất là bị cuốn luôn. Dạ. Con nhìn ảnh hoài, nhìn diễn qua, anh diễn 3 bài là con nhìn hết 3 bài. Cái lúc mà con ngồi con quá trang vậy đó, con có biết là có một người đang nghía con không? Ủa, con biết đâu, tại nhìn gương nghía. Đừng nhìn, đừng nhìn đi. Chắc là Tú đã để ý bạn này từ lúc mà trước rồi, đúng rồi. Đó. Rồi xong sao nữa con Tú? Sau đó là... Lúc con có nhìn bé này hát ở trên sân khấu không? Có, nhìn mê với ta, mình cũng mê, hay gì ta? Chà, có nhận gặp đúng đối tượng. Sau đêm đó là về sẽ nhắn tin tìm trao đổi với nhau đúng không? Tối hôm đó tụi con còn đi ăn nữa. Đi ăn. Con mới rủ hai anh đi nhậu với nhóm em. Hai anh này không ai biết uống luôn. Lúc thời điểm đó hai ảnh đang idol của Bingo, idol, rất là idol hot, rất là đào hoa luôn. Thì anh nói là bây giờ anh phải like rồi. Cái con cũng đi ra đi vô, con kêu thôi đi nhậu tụi em chút xíu đi, ngồi đó like cũng được mà. Xong rồi cũng đi. Đi xong rồi có chơi trò chơi với nhau. Con có người yêu chưa? Xong rồi con nói yêu bao nhiêu người rồi, anh cứ hỏi tới. Thì hai đứa lúc mà ngồi nhậu thì cũng nghe nghe nhau rồi. Nhìn nhau ngồi đối diện á cô thì cũng gu đó, đây cũng gu đó. Rồi. Đi xong rồi cái bữa đó ngủ lại thì chưa có chuyện gì xảy ra hết. Tới ngày hôm sau tụi con đi về lại Sài Gòn, đi cùng xe về Sài Gòn. Anh ngồi trên xe, anh ngồi kế bên, anh cứ hung má con hoài. Mà con cũng để yên chứ. Em xét đánh rồi, xét đánh sao đi nữa. Lúc đầu con cũng giật mình, anh làm gì vậy? Cái anh cũng mắc cỡ, nói đâu có gì đâu. Xong rồi cái anh thì con không biết tại sao con cũng để yên cho hung. Thì đó, thì cũng con biết câu trả lời đó. Ái tình rồi. Khi mà tụi con quen nhau thì hai người chỉ là giống như là phía sau luôn có những cái dự phòng. Cả hai đều như là vậy. Sao là sao dự phòng là sao? Không có tin đó phải không? Dạ, hai đứa đều nghĩ là không có tới với nhau được bao lâu cho nên là phía sau người ta theo đuổi con vẫn để cho theo đuổi. Con ảnh cũng vậy. Cục sạc dự phòng sau lưng kiểu gì? Tú là mấy cục sạc? Chắc mấy ba bốn cục sạc. Đại lý luôn. Con mấy cục sạc? Dạ chắc cỡ cũng 3-4 người. Trời ơi,
cũng mệt lắm á, một tuần lễ có 7 ngày thôi. Dạ không, cũng không có đi chơi, con cũng nhắn tin thôi, đi chơi thì con chỉ chọn những người mà con thích thì con mới đi thôi. Nhưng mà đến khi nào thì các con dẹp hết mấy cục sạc dự phòng đó qua, bỏ hết để mà chính thức đến với nhau? Khi mà tụi con chắc tầm khoảng 1 tháng tụi con quen nhau thì tụi con cảm thấy là con cũng có tình cảm với anh này thiệt. Nhưng mà con lại ảnh lại có quá nhiều cục sạc đi. Thì con phải tìm cách làm sao để cho người ta biết là ảnh đã có chủ. Lúc đó con lại chim hạn chế lại chim đi. Nói chung là cũng sợ cho biết bên đây là mất fan gì vậy? Mất fan. Cái đầu một khoảng thời gian sau mới công khai. Công khai Facebook. Công khai là em công khai chứ. Có phải là do cô ấy áp lực em để khiến cho con phải công khai cái mối tình? Dạ không, dạ không áp lực, con áp đặt luôn. Không áp lực, con áp đặt luôn. Đặt luôn. Đúng rồi, tự lấy điện thoại luôn, đổi chế độ. Con đăng Facebook con trước là hình con với ảnh chụp với nhau. Con thấy vẫn còn chưa có đủ á. Thì cái một ngày khi ảnh đang ngủ thì con mới lấy điện thoại của ảnh, con mới lấy tấm hình của hai đứa con up lên bằng Facebook của ảnh luôn. Sao con không canh lúc thằng Tú nó like á, con lướt qua thằng cái. Dạ có, dạ có, nhưng con mà up cái mặt con vô con không có chốc cái con đi. Anh hay lắm cô, ảnh đang like đi mà chỉ cần có người xung quanh thôi hay là đứng gần thôi là ảnh đưa cái mặt ảnh sát cho màn hình vậy nè. Không cho thấy luôn. Sau đó là Tú nghiêm túc là chỉ có một mình con thôi, chứ không còn để lại một cục sạc nữa đúng không? Nhìn vậy á là làm sao em tin được là chỉ có một? Có một chuyện làm cho vợ tình cảm của tụi con trở nên giảm đi nhiều là hai cái chị mà trong nhóm của con á không thích con, tới với ông này thấy con bắt đầu có tình cảm thì nó là đào hoa, thấy đào hoa nó không ổn đâu, đừng có sâu đậm quá. Hai bà bắt đầu điều tra, phát hiện ra là trong một mối quan hệ mập mờ là cả hai người đều không công khai mối quan hệ đó mà để cho mạnh ai có thể đi thoải mái với nhau song song với con luôn. Dạ là người đó cũng biết ảnh đang quen với con luôn. Bữa đó là con đang đi diễn ở Đồng Tháp thì con mới lóc cái Facebook ổng luôn, con không nói, không hỏi gì hết, lóc luôn. Tại vì con cũng nghi là có một cái gì đó không ổn, con cũng hỏi rồi, ảnh nói là không có đâu. Cái ảnh mới tìm mọi cách để liên lạc với con. Con tới Đồng Tháp khoảng chừng 1-2 tiếng sau là ảnh có mặt ở Đồng Tháp. Con đã hai bàn tay cái ảnh mới quỳ xuống. Ảnh năn nỉ con, ảnh nói là không bao giờ có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không làm cho em buồn, đại khái thì những lời hứa của đàn ông đó cơ. Con không biết, thôi mà em nữa chứ gì. Nhưng mà ảnh mặt cuối cùng là nó ở lại phòng con đúng không? Không, ở phòng con, của con về phòng là con vẫn cứ kiên quyết về phòng của mình. Vậy gì về phòng là con nhưng mà khóc. Cũng có một chút mũi lòng đúng không? Dạ đúng, tại lúc đó con cũng thương nữa. Sau khi dẹp cái vụ đó, ngày đứa chính thức đến với nhau thì có cưới nhau sớm không? Sau ngày hôm đó là anh dọn đồ, anh thuê một cái nhà ngay gần nhà con luôn. Anh qua bên đó anh ở thì anh nói là cho tiện em qua lại. Thì lúc đó con cũng đang giận, nó em đâu có muốn qua đâu. Cái tự nhiên dọn là mọi cách rồi, mọi cách luôn, thuê nhà luôn nữa. Bác sĩ kêu cưới. Dọn về ở gần cho nên là mới có em bé đúng không? Lúc mà vợ con báo là nó có thai đó, lúc ấy con sao, cảm giác con sao? Chùa lúc đó bùm, nghe bùm sau lưng mình đi. Ủa đang thay đổi sự nghiệp, nhiều thứ mình chưa làm xong luôn, cái gì gặp gia đình sớm vậy ta? Phải gọi điện về cho ba mẹ con chứ. Rồi ba mẹ không, ba mẹ sao? Ba mẹ con vui lắm. Tức là ba mẹ mừng. Con vui vẻ, không làm gì làm mà. Mẹ con thì sao? Đi qua nhà con gặp mẹ con nói chuyện thì anh ngồi như một con cún con, ngồi xếp nếp mình. Anh cũng nói dạ con cũng tới hỏi cưới Ngọc. Thì mẹ con đọc phản liền. Không có cưới. Con lấy hết can đảm, tại trước giờ con đâu có gặp cái tình huống này đâu. Nếu mà bác không cho con cưới Ngọc thì giờ con không biết cái bầu này sao nữa. Giờ con không biết cái bầu này sao nữa. Nói thẳng luôn. Mẹ con trợn mắt lên. Là sao? Xong quay qua hỏi con là sao, lúc đó con cũng sợ nữa. Mẹ con lúc đó không có thích, kiểu như là nó suy nghĩ kỹ lại đi. Mấy con nói giờ có em bé rồi suy nghĩ sao nữa mẹ. Thì nó cũng nên suy nghĩ đi, về suy nghĩ đi rồi hãy ra quyết định thêm một lần nữa. Đại khái là nó hai tụi con phải lo cho sự nghiệp nhiều hơn đã. Anh khóc, mẹ con bỏ lên lầu. Em ngồi dưới đó anh khóc, khóc như một đứa nít luôn, khóc tức tưởi luôn. Anh mới nắm tay con, anh nói là dù cho gia đình em không chịu, anh vẫn sẽ cưới em, bằng mọi cách anh cũng sẽ cưới em cho bằng được. Rồi con nghe câu đó xong là con xiền luôn. Dạ. Con cảm thấy trời ơi, một nửa của mình đây rồi đúng không? Dạ. Rồi xong mà cuối cùng là mẹ có sau mẹ đó có đồng ý không? Đồng ý không? Mẹ có đồng dạ, ý. Dạ đồng ý. Dạ sau đó mẹ đồng ý. Thì con mới báo cho anh biết là rất là vui. Cái lúc đó là mẹ chỉ là hơi lẫy á, với lại dạ, hơi bị sốc á. Dạ đúng rồi. Cho nên là dạ, mẹ không thể đưa ra một cái quyết định là đúng rồi. Đồng ý hay là không đồng ý. Dạ. Mà bỏ đi như vậy để lên lầu ngồi tĩnh tâm đó con. Như vậy là vui vẻ rồi ha. Dạ. Hai đứa cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 2 năm. 2 năm cũng có tật xấu dĩ lồi ra không nè? Đó cái này vui nè, cái này vui nè con. Ai kể trước? Em nữa luôn. Hả? Dạ em bị trước luôn. Cái tật xấu đầu tiên là nói nhanh đó cô chú. Nói nhanh, lúc mà con mới quen con không nghe được ông nói gì luôn. Nói nhanh tới cái mức mà nếu như con không nghe kịp câu đó là con không có cơ hội nghe lại luôn. Anh đang trong toilet đi. Con ở ngoài, anh nhờ em ơi anh nói gì vậy? Không gì để anh tự làm luôn cho. Con bé gái nó có hiểu con nói gì không? Dạ hiểu. Hiểu hả? Ba. Thứ hai là
lần này con ghét lắm luôn á. Hay móc nách con á. Móc nách con á. Dù là ở nhà hay là ở ngoài đường, cứ ông cứ thấy con Mão xách nách thôi, chỉ cần Mão xách nách thôi nha là ông nhìn wow, là là chung cả hai nha. Là ngủ chung nách nữa. Còn ở ngoài đường đi chẳng hạn, con đang chỉ cái gì đi là ông sẽ nhìn vô nách con. Cái ông me rồi, ông để ý cái là ông giết một cái gì nè, chung hửi. Trời ơi, tật này tật là kêu bằng, không phải tật xấu mà là quái thai quái thú. Nó hơi xấu nữa. Ở nhà quái, thì, ở nhà thì còn, ở nhà thì còn đỡ đi, còn ở ngoài đường con không thích luôn á. Tiên đứng ngoài đường tì lắm luôn á, mình nghiện cái mùi. Nhưng mà con đã nói là đừng, con bực mình luôn. Có một lần con bực mình là con chửi luôn, anh đừng có làm gì nữa coi. Bây giờ mà ngoài đường bị người ta bắt gặp không? Dạ, người ta chắc là có đó cô. Một cái nữa là mỗi lần mà tụi con có chiến tranh với nhau, gây lộn với nhau thì anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với con hết. Anh sẽ chọn cách là im lặng và đi lau nhà. Nhà con lúc nào cũng sạch. Ủa này dễ thương mà. Chiến nhiều quá, đúng không? Dạ, cái này thật dễ thương con ơi. Mà không có lau bằng cây, lau bằng tay không mà. Cũng như nhà những cái bụng mình. Lau bằng tay có khăn lau mới sạch đúng không? Như vậy là chắc cái gạch hàng nhà con chắc nó bóng. Dạ đúng, ngày nào cũng ấy. Tại vì lau liền. Ra là nội trợ là chồng con làm hết. Bác ca con làm hết. Dạ. Ôi giỏi quá vậy ta. Giờ con chỉ có bày thôi. Con mong muốn Tú thay đổi điều gì? Dạ, con chỉ muốn là chồng con ví dụ như có móc nách thì ở nhà thôi, ra đường đừng có móc nữa, tùy lắm. Dạ. Ừ, ở ngoài đường bỏ ha. Ở ngoài đường là bỏ luôn. Rồi giờ tới con đó, Kyun. Thật xấu là rất là bày luôn, cực kỳ bày luôn. Bừa bộn đúng không? Con phải đi theo sau dọn luôn. Thí dụ bà bày cái gì? Ăn uống không rửa chén nè, quần áo đi diễn về quăng nơi này nơi, mỗi lần đi kiếm cũng hơi khó. Dạ, con phải đi lụm hả? Dạ đi lụm. Hốt quét rồi cho nó gọn gàng lại, nói chung là con rất là gọn gàng. Trong nhà rất là gọn gàng. Rồi bày ra con dọn, bày ra con dọn. Cái gì rồi nữa là sao ta, hay lớn tiếng với chồng. Không biết con sao đây mà mỗi lần mà giỡn lớn tiếng á, một là con đi lau nhà, còn hai mà nặng nữa là lên sân thượng mà kêu đúng đúng là con đứng khóc mình kiểu vậy. Tâm sự chính bản thân, dạ khóc thầm, khóc thầm. Thêm một cái tính cách nữa. Tính cách nữa vô đáng yêu quá. Cái cặp này mấy mời nó vô một bộ phim luôn cho đầu thì nó đáng yêu gì đâu. Rồi tiếp tục đi con. Tại chắc như đó rồi. Con mong vợ con thay đổi điều gì? Nói chung là em phải gọn gàng hơn xíu nữa để anh đỡ cực hơn. Rồi ăn xong cái đầu giống như anh đang phụ em lót thì em vô rửa chén, đúng không? Nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Con chăm sóc được con nữa, đúng không? Tức là chia sẻ với nhau trong công việc nhà. Dạ đúng rồi, chia sẻ. Bớt lớn tiếng dành xíu là được. Thì xíu đi, không sao đâu. Thấy thương quá, thiệt tình luôn á. Sao con cũng được không? Chứ cô thấy nhìn đó là cô muốn rơm rớm rồi đó. Con la xong thì con cũng thấy ân hận lắm. Nhưng mà có nhiều khi anh làm cho con bực mình thiệt. Cô hiểu rồi, hai đứa hay mâu thuẫn ở cái vấn đề dạy con đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai đứa ngồi bàn với nhau theo một cái đường hướng sao mà trao quyền đó con. Một người đấm một người xoa. Dạ. Đó để mà đừng gây lộn. Hai đứa tụi con đáng yêu quá trời luôn mà. Rồi, rất là cảm ơn hai con đã đến đây chia sẻ một cái câu chuyện về gia đình rất là thú vị, tràn ngập tiếng cười. Mong rằng là chú sẽ gặp hai đứa trong một cái dự án sắp tới của chú. Xin chào chú Quốc Thận, con chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, con tên là Sang, con cao 1m98 ạ. Cậu còn đứng lên cái coi. Tại sao con cao khiêm tốn quá vậy? Chắc do gen đó chú. Con nói chuyện với nó mà đứng gì? Nó chắc phải 2m á, chứ không phải 1m98 đâu. Tại con mang đôi giày nên là chắc là đúng chọn 2m là cô. 2m đó con là vận động viên bóng rổ hay sao? Dạ, lúc trước con là vận động viên bóng chuyền ạ. Bây giờ chị như em là không bao giờ chị đứng lên đó. Tại vì tự nhiên mình show up cái xấu của mình, cái thua thiệt của mình ra làm gì. Còn con sao? Con 1m9 mấy nói nghe coi. Con có 1m7 thôi ạ. Bây giờ thì con làm gì, con giới thiệu về mình luôn đi. Trước đây con là vận động viên bóng chuyền, nhưng mà sau thời gian tập luyện thì con chuyển sang công tác huấn luyện. Với cái chiều cao vậy là con có khó khăn trong những cái sinh hoạt bình thường không? Mới đầu thì khi mà đi ra đường con cũng hơi bị ngại, bị tự ti á cô. Tại vì ai cũng nhìn mình với ánh mắt hơi bị ngạc nhiên một chút á. Từ từ với con cũng quen rồi, con cũng thấy vậy cũng hay. Tại vì mình nổi bật trước đám đông thì cái hay mà chú thấy rất hay. Thực ra là con á, tự nhiên con nói con tự ti về cái chiều cao làm cô cũng hết hồn. Cái nhân dáng của con về cái chiều cao như vậy là đáng lý người ta phải mơ ước chứ. Mà mua đồ chắc cũng khó đúng không? Dạ, tất cả đồ của con làm phải may hết á chứ. May hết luôn chứ không có sai. Rồi mời con. Dạ con tên Nhi ạ. Nay con 25 tuổi. Hiện tại con ở nhà nội trợ, với lại con cũng đi làm thêm công việc diễn viên tự do cô, với lại màu ảnh. Dạ. Trước đây có làm cái công việc gì về thể thao được không? Dạ lúc trước con cũng là vận động viên cho nên là mới quen được chồng con. Ngày xưa chắc là con mê trai quá, con mê trai quá nên mới gặp ổng.
Nha, tại vì hai vợ chồng đi đấu chung quá mà mình thấy ảnh cao to nè, đẹp trai đó cũng trắng trẻo nữa, nhìn như trai hàng quỷ vậy, ghi quá nhưng mà không có dám thổ lộ. Sau đó thì con mới nói với mấy anh chị trong đoàn, anh nói là không biết anh này sao mà mình cũng tập, anh cũng tập mà trước giờ không có để ý, mà hôm nay mới thấy kiểu thấy rất dễ thương, không biết là có người yêu chưa. Xong mấy chị nói chưa đâu em, chưa đâu. Em cũng xinh gái mà, thôi để anh chị làm mai thử. Em cũng khoái, không biết là lúc đó ổng có khoái chưa. Hẹn nhau thì tầm lúc đó 12 giờ đêm mình ở cầu thang gặp nhau nói chuyện rồi quen biết nhau từ đó. Đi chung là ấn tượng tốt. Dạ. Thấy cậu Sang thì sao? Lúc mà con mới gặp cổ thì con cũng không có để ý lắm. Thì lúc đó con mới bị bồ đá, cho nên là con cái cảm xúc của con lúc đó nó cũng hơi lẫn lộn. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là con nghĩ là lúc đó con cũng cần một người để thổ lộ những cái tâm sự của con thôi, chứ con cũng chưa có sẽ tiến xa hơn, đúng không? Thấy cổ cũng cao rồi, nói chuyện cũng hòa đồng, cũng kiểu như hiểu như tâm sự của con á. Rồi đó là lần đi thi đấu ở chung với nhau. Dạ đúng mà rồi. Mà sau đó thì sao? Về rồi ai chủ động đi? Chắc chắn là chị đoán là biết em cần gì hỏi. Còn tấn công đúng không? Dạ. Còn chủ động tấn công sao đâu, hãy nghe. Lúc mà đi về thành phố rồi, nhắn tin không trả lời, làm lơ con luôn, giống như là hai đứa chưa từng gặp nhau rồi chưa từng biết gì đó. Lo con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, anh làm gì đó, rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không. Nếu mà buồn quá đi có phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui. Dạ, đeo đuổi lâu dữ lắm, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi á mà cũng vẫn không quyết định yêu. Xong rồi con mới nói thôi bây giờ nếu mà em cứ đơn phương vậy hoài không có được, tại vì mình cũng con gái, mình chờ đợi người ta lâu quá. Mà anh này kiểu dạng như không biết trong lòng nghĩ sao nhưng mà vẫn muốn quản con, nhưng mà lại không chấp nhận cho con quen ai hết á, kêu làm người yêu thì không chịu. Xong con mới nói bây giờ nếu mà không yêu được thì thôi cũng không làm bạn, tại vì đơn phương nó khó chịu lắm. Cho nên là con mới nói thôi bây giờ mình cắt đứt đi, bây giờ anh không chịu nữa thì thôi em đi kiếm người khác em quen, em sống cuộc sống của em chứ em có hướng về anh rồi anh hướng đi đâu mà anh vẫn quản em sao em sống được. Xong rồi cái cắt đứt hết. Tại sao vậy con? Tại sao lúc đó con không chấp nhận mà con lại không muốn buông người ta? Dạ. Không phải là không chấp nhận nhưng mà cũng kiểu như thích rồi đó, nhưng mà con không có dám làm giá đúng không? Cũng kiểu như là mình quý cô này nhưng mà mình cũng mới bị tổn thương á, không dám đón nhận nhưng mà lại tiếc, cứ trèo kéo như vậy. Đến một ngày nọ bạn này quyết định cắt đứt đúng không? Dạ. Thì lúc đó là con, cái tâm trạng con làm sao? Kiểu như là tiếc quá hơn, muốn giữ nhưng mà chưa có dám thổ lộ. Ủa nhưng mà con xinh mà, trong cái thời điểm đó bộ không có chàng trai nào theo đuổi con hay sao? Dạ nhiều lắm mà mình bị tiếng sét ái tình. Cho nên phải thích ông này. Ủa, mình thấy ông cũng tội nghiệp quá. Con nghĩ là trong lòng con suy đoán thì chắc cũng không sai. Con nghĩ là chắc bây giờ anh đã thương mình rồi cho nên anh mới quản mình như vậy. Tại vì khi mà con nói con đi uống cà phê hay chơi với một người bạn kiểu như là khác giới thôi là ảnh cũng cảm giác là tỏ ra khó chịu rồi. Cho nên đó là kiểu như là con thử thách ảnh á, con mới cắt đứt hết mọi thứ. Thì ngày hôm sau ảnh nhắn tin cho con kêu anh nhớ em quá. Rồi cái nó ủa sao không chịu đồng ý hết trơn, rồi mấy ngày hôm sau nhắn tin lại liền luôn. Tại sao em đợi đến khi mà cô ấy là muốn coi như là muốn dứt em mới coi như là mới níu lại và em mới thể hiện, em mới bày tỏ cái tình cảm của em? Mình quyết định sớm quá thì nhiều khi mình lại gặp một cái tổn thương tiếp theo đó cho mình. Sau 4-5 tháng mà mình tìm hiểu, mình cũng có nhắn tin qua lại thì mình thấy là cô cái này thật sự là tốt, cổ quan tâm từng thứ về mình hết á. Nhưng mà sau 4-5 tháng đó là tự nhiên cái cô này cổ không chịu nữa, cổ cắt hết liên lạc luôn, thì bắt đầu mình mới sợ. Mình chưa quán liền đúng không? Rồi. Mình chưa kịp có chứ, 4-5 tháng mà anh không nói chứ không phải là không kịp nói. Trước khi cắt con có nói bây giờ lần cuối cùng em hỏi anh là anh có muốn em làm bạn gái anh không, nếu như mà anh vẫn trả lời không thì thôi từ tối nay là ta cắt đứt luôn, thì con mới chặn liên lạc chồng mọi thứ. Khi nào thì mới là gọi là chính thức yêu nhau? Là 1-2 ngày sau đó. Có tỏ tình không? Có tỏ tình, nhắn tin là yêu anh đi đó, yêu gì đó. Mà có gặp mặt nhau để tỏ tình anh không? Anh nhớ em quá đó. Dạ có gặp nhau đó, đi chơi nắm tay thì vẫn còn dè chừng lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là khi nào? Cái kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê buổi tối đó, thì cổ cũng thách con á, quen nhau cũng lâu rồi, giờ anh có dám hôn em không? Bao lâu mà biểu là lâu? Từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải 1 tháng sau. Toàn là cô ấy chủ động hết á. Dạ. Mà em có dám hôn không? Dạ có chứ, dạ có chứ. Sao không? Ta men rồi, đàn ông mà mắc cười quá. Với lại cái người mà mình thương dính cái miệng con nữa cô. Không chịu dính luôn. Ấy là hôn hả, chưa kịp dính thì rút ra bà rồi. Vậy là bớt quá. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì được nhau hết. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì hết. Dạ. Anh hiền quá, không có chủ động, không có dám. Anh hiền, anh sợ, anh dè chừng. Anh cũng sợ có bầu, rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái. Tại vì lúc đó không có xác định cưới cho nên là không làm gì hết. Hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư? Dạ có rất là nhiều, kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở đâu? Ở nhà hay là ở ở khách sạn? Ở khách sạn đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết.
Con sao? Lúc đó con suy nghĩ sao? Lúc đó con nghĩ tại ổng trắng trẻo á, mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con ẻo lả, con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần tính ra cả chục lần á, nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về, thì kéo vô đó coi tivi, mua trà sữa vô uống, chơi game, nắm nắm tay sờ sờ chơi vậy đó, xong rồi không làm gì hết. Đi về. Dạ đi về. Ủa sao vậy đó hả? Dạ. Lúc đó con cũng kiểu như xác định là quen, là mình quen nghiêm túc á, cho nên là mình phải xác định cô gái này là mình phải giữ cho cổ tới tới lúc mà mình làm đám cưới, cho nên là mình không có được. Lúc đó cũng phải kiềm chế dữ lắm mấy con. Trời ơi con ơi. Nhưng mà con có dụ không? Dạ không, con không có dụ. Dụ hai đứa vô đó cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ôm nhau một cái ngủ. Bạn này kềm hãm quá là hay luôn, đúng không? Có rất nhiều cặp vợ chồng như là 10 năm quen nhau 10 năm mà giữ cho đến cái đêm tân hôn luôn. Cho tới ngày cưới luôn hả con? Giữ tới ngày cưới luôn. Bao lâu thì mới dẫn nhau về nhà để mà ra mắt phụ huynh? Dẫn sang về nhà thì ba mẹ có vợ òa với một cái chàng trai mà với một cái chiều cao dữ dội như vậy không? Dạ lúc đó quen nhau được 7-8 tháng là đã dẫn về rồi. Tại vì lúc đó con về quê con đánh giải bóng chuyền cho quê của con á, thì ảnh cũng đi theo. Đi về xong ngày xưa mà ở quê mình thì thường thường mặc mấy cánh cửa có huyết vôi á cô. Anh đụng một cái đợp, là vôi rửa rớt xuống mẻ luôn miếng gạch. Bây giờ con thấy đầu đứng rướng máu rồi đỏ rồi. Vậy còn thẹo không? Dạ không, nhưng mà cái tường nó vẫn còn nứt. Dạ cái tường nứt rồi. Rồi nằm ở trên giường hay là nằm dưới đất? Ở quê con là trải nệm. Cái vụ đụng đầu đó ảnh không để ý, mới về anh không để ý. Một ngày đụng 4-5 lần, cái chỗ đó sưng hoài luôn vậy đó. Không hết, không một cục luôn. Ảnh cũng tự ti về cái chiều cao của mình. Tại vì nhiều khi cao quá người ta ra kiểu người ta không biết là khen hay chê, mà má sao thằng này nó ăn gì nó cao dữ vậy. Thì ảnh mới kêu ủa cao cho mắt chị chửi con. Kiểu như quê là hay dạ, cái câu cửa miệng mà đây ai cũng nhìn. Các con là quen nhau là 3 năm mới đám cưới hả? Dạ tình yêu suôn sẻ hết đúng không? Suôn sẻ cho tới khi con sanh em bé được 2 tháng. Lúc đầu là hai vợ chồng chưa có quyết định là kết hôn đâu, nhưng mà mẹ của anh á bảo là thôi thấy bây giờ hai đứa thương nhau cũng lâu lắm rồi, cũng tính toán để cho hai đứa kiểu hỏi gia đình hai bên để cưới á. Con thì không biết là lúc đó mẹ đang bệnh hiểm nghèo, bệnh rất là nặng mà mẹ giấu hết, cho nên là mẹ muốn lo cho chu toàn mọi thứ, thì lo ngay cả đám cưới cho tụi con luôn. Mẹ đặt nhà hàng hết rồi, bây giờ mời thiệp rồi, xong rồi 3 tháng nữa là có ngày tốt thì thôi hai con cưới luôn đi. Hai vợ chồng cũng lúc đó rất là vui mừng, tại vì mình còn trẻ quá, chưa có sự nghiệp, chưa có gì hết, mà bây giờ mẹ cho mình cưới sớm vậy, lúc đó không có nghi ngờ gì hết. Cưới về lúc đó mẹ con muốn có cháu á, cho nên là mẹ bảo là thôi con có bầu đi, con có bầu được 6 tháng rưỡi thì con thấy mẹ con ngày càng yếu đi, mẹ con mệt dần, kiểu cứ đi bệnh viện vô thuốc rồi mẹ cứ nằm suốt vậy đó. Lúc đó con là cảm giác là mẹ con mệt, mẹ con yếu lắm rồi, còn con thì bị đau ruột thừa, với lại con có thêm 2 cái khối u ở trong buồng trứng nữa, cho nên là con phải mổ. Lúc đó là con rất là sợ luôn, tại vì bác sĩ nói là có thể là giữ được mẹ chứ không giữ được con. Vài tháng sau con sanh được 2 tháng thì ngày đó mẹ khó thở là mẹ đi. Trong cái rủi á, thì nó lại có những cái mà như điều mẹ mong muốn, thấy được dâu, thấy được cháu luôn. Mà dâu á, là con, cái xác suất mà cái khối u đó mà con cứu được cả mẹ cả con là quá hay đúng không con? Dạ, cái đó cũng là lý do tại sao bây giờ con không có chơi thể thao lại nữa. Tại vì bây giờ con rất yếu rồi. Mẹ rất là thương. Mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho con, với lại cho em con đầy đủ mọi thứ, không có thiếu thứ gì hết á. Nhưng mà tới ngày mẹ mất là hai vợ chồng con không còn gì hết. Ba sao? Ba con và ba dượng thôi. Có gia đình riêng rồi dạ. Cái cuộc sống hiện tại của hai đứa như thế nào? Anh thì ban ngày anh làm hành chính nhân sự ở ngân hàng, buổi tối thì anh đi làm huấn luyện viên bóng chuyền thêm. Còn con thì con đi làm diễn viên. Hai vợ chồng cũng rất khó khăn. Nó mùa dịch nữa, chồng con bị Covid xong mà chồng con phải đi giao hàng nữa chứ. Tức là bạn có dính Covid nữa. Con thấy lúc mà bị xong rồi tới giờ kiểu như là cái phổi con không biết có bị ảnh hưởng không, nhưng mà con thấy con làm cái gì đó một xíu là con mệt á. Lúc mà cái thời gian mà giãn cách á, thật sự là rất là khó khăn luôn, tại vì ở nhà suốt 2-3 tháng trời luôn, không có làm ăn được gì. Đúng rồi, mà phải trả tiền nhà nữa. Con nhỏ nữa, ảnh phải sống chung với con rồi, ở nhà với ảnh F0 con phải lo hết. Còn chợ nó nhỏ nữa là con phải lấy một cái rèm con kéo ngang và con để ảnh ở bên đó. Bên này con thì nó nhớ cha, nó cứ kêu ba mít mà con không có cách nào luôn. Hai vợ chồng rất là khổ. Ngày xưa con mẹ đâu có như vậy. Lúc con cưới chồng về, con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc. Em làm con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong, mình vừa mới sanh xong mà mình lại bị một cái biến cố nó quá, thật sự là quá lớn, quá sức với con. Con không nghĩ là hai vợ chồng con kèm theo đứa con mà bây giờ trong tay hai vợ chồng không có nổi 10 triệu bạc. Bởi vì người ta nói cái con mà mồ côi mẹ đó khổ lắm.
Cái mơ ước mà nhỏ nhoi mà cũng không hẳn là nhỏ nhoi nhất của cả hai vợ chồng con bây giờ là gắng làm kiếm nhiều tiền rồi là để dành từ từ để mua căn nhà nhỏ nhỏ. Rồi, hơn. Sẽ được. Con bây giờ con làm đủ mọi cách là làm hết cái công việc nào mà làm có tiền thì vợ chồng con được. Con rất là thương chồng của con. Chồng của con phải gánh 4 năm công việc một lần. Mà ngày trước không bao giờ có chuyện đó. Còn mẹ con chỉ nói là chỉ muốn anh đi làm về là chiều phải xong họp hết ở nhà. Còn bây giờ tới 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ở nhà. Chị giao hàng. Đi giao hàng hả con? Dạ. Anh phải giao thêm. Tại vì tiền đã sửa cho con, tiền chợ, mọi thứ gồng gánh. Con chỉ đi làm thêm được những ngày mà khi có ông bà phụ giúp thì con mới đi làm được. Còn không là con phải ở nhà cũng chăm cho con mà nữa. Cái chi phí của hai vợ chồng con á là bây giờ là một tháng là phải bao nhiêu? Một tháng phải trên 15 mới đủ. 15 triệu hả? Dạ, tại vì ăn uống cho tính cả luôn ba tiền nhà cửa nữa đúng không? Hôm nay đó là con được trải lòng và con được nói hết. Và thậm chí con khóc được như vậy là chú rất là mừng. Mình để trong lòng nó khó chịu lắm. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát bia đông cũng cạn. Mừng cho con là con nói câu là thấy chồng con rất thương chồng con. 12 giờ đêm mà vẫn chưa về. Đó là cái sự thấu hiểu với nhau. Trong cái lúc mà con bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất á, thì cũng còn vợ con ở lại cạnh với con. Thương con rất là nhiều. Chỉ cần cố gắng yêu thương nhau, tin tưởng nhau thì các con sẽ có được nhiều điều tốt lành đối với các con. Cứ yên tâm đi rồi cơ hội nó sẽ tới thôi nha con nha. Mà vợ con là có tật xấu gì không? Vợ con không có tật xấu gì hết á. Nhưng mà đôi lúc thì hay ghen lắm. Ghen chứ, trời ơi chồng gì mà không ghen sao được con. Thôi con ha, Ừ. Nhưng mà ổng nói chung là cũng có kiểu dị như vậy nè. Đó, sợ gì nữa ta, đúng không? Sợ gì ông ghen, trời ơi ông giỡn hoài ông nội. Ai có phụ nữ nào mà khoái cái ông cao ngồng ngồng gì. Hết sức bậy bạ thì cao nhưng mà đẹp trai với lại hiền nữa. Không phải là người ta muốn giật chồng mình hay gì mà người ta thấy anh này như vậy người ta thích thì không phải là của mình người ta cũng dành về. Như lại cao cao hiền hiền ghen không? Ghen đúng không hay là ghen bệnh? Ghen dễ thương. Cũng không hẳn là ghen dữ dằn nhưng mà kiểu như quản lý ấy cô. Sao đâu quản lý sao? Vậy đó anh. Facebook rồi Zalo là cái gì là miễn có con gái mà tới nhắn tin hoặc là hỏi về công việc thôi là cũng không phải biết cái cô này là ai. Trời ơi, ở đâu. Đó là con không cần phải chối cái chuyện đó bởi vì sao đó là quyền của con. Chồng con cũng ghen chứ không phải một mình con. Vậy đó hả? Thôi, ngày xưa chưa cưới nhau ảnh cũng tùm lum mà kiểu con trai mà được con gái tỏ tình nhắn tin chắc thích nên là thấy trong Zalo điện thoại quá trời gái luôn. Mê gái nữa. Nhưng mà bây giờ còn không? Không dám. Ngoài cái ghen còn cái gì nữa không con? Ở nhà bả mặc đồ kiểu như xề xà một chút á. Nhưng mà con cũng hiểu đó là do già có con cái rồi thì nhiều khi nó không được tươm tất á. Thì mình nhìn á thì mình mắc cười. Nhưng mà mình cũng hay chọc bả sao à? Em ở nhà em mặc đồ sao giống nhìn giống ô xin quá vậy. Em thì con mà cũng... con hỏi lại em đẹp gái không? Đẹp thì thôi đẹp kiểu như thôi, là con cũng muốn dạ con đẹp cho nên là nhìn một chút này mình thương thì mình mới khuyên là ở nhà thì mặc đồ nhìn cho nó dễ thương một chút. Mà cái bộ đồ gì mà ngắn ngủn mà chấm bi màu hồng. Nhiều khi né sao nhiều khi mặc đồ đẹp là sexy quá rồi thêm đứa nữa là chết luôn. Dạ. Bây giờ thấy con đó dạ con đi ra ngoài con mặc đẹp chứ anh mặc gì đẹp dữ vậy cho thằng nào nhìn. Đó, con đi đóng phim mà không? Con đi quay con phải mặc đẹp một chút dầu vô vai sexy mà biểu con mặc bằng người ai cho con đóng. Mâu thuẫn đàn ông mâu thuẫn lắm. Có nghĩa là bé chồng cũng ghen đúng không? Dạ. Đi ra đường là con phải make up rồi đẹp lắm tại vì mình phải thay đổi hẳn cái cuộc sống của mình đi tại vì mình ở nhà mình đau khổ rồi. Thì mình ra đường mình phải thay đổi để làm cho mình tự tin hơn. Chú đồng ý với cái suy nghĩ đó. Dạ. Với lại cái công việc của mình nó đòi hỏi như vậy. Vì mình đóng vai nào thì mình phải diễn tròn vào vai đó chứ không thể nào ngày hôm đó người ta cần mình chỉnh chu mà mình lè lẹt mình đi ra đường là không được. Người ta nói nhỏ này sao trên ảnh nó khác mà ở ngoài nó lại khác rồi người ta không bút mình đi thì mình không có tiền. Còn cái gì nữa không ngoài cái ghen ra? Thật sự con rất là thương ảnh nên con họ thấy tật xấu cũng thành đẹp. Cho nên là chỉ có một điều chắc tại vì khổ quá cho nên là nhiều khi đôi lúc anh hơi tính toán một chút kiểu làm cho mình hơi khó chịu nhưng mà thôi thì cái này vợ chồng mình có thể góp ý được tại vì nhiều khi anh đi làm nhiều công việc rồi mình ở nhà nhiều khi mà anh sợ mình còn trẻ quá mình không có thể nào mà mình lo mọi thứ chu toàn về tiền bạc nhiều khi tháng này sẽ bị hụt tiền đây cũng sẽ có những tháng rất là hụt hai vợ chồng đâu có tiền đâu anh cũng rất là lo nhưng mà có nơi thì thôi thì em cũng đi làm em cũng kiếm được tiền thì em biết mà đi làm rất là khổ đi từ 2-7 giờ sáng người ta gọi mình đi mình cũng phải đi mình cũng phải bỏ con mình đi con cũng mong chồng là tin tưởng con. Bây giờ thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là chồng con làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho con với con của con nữa tại vì có nhiều việc anh làm theo cảm tính của mình anh không
anh không chia sẻ cùng con. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Đối với con thời điểm này thì con không có muốn vợ con thay đổi gì hết á, tại vì vợ con đối với con là quá tốt rồi chứ. Hai vợ chồng cũng không có còn gì nữa đó, giờ bắt đầu từ bàn tay trắng thôi, cho nên là đến với thời điểm này thì vợ con đối xử với con là quá tốt rồi. Hai đứa ngay lúc này là lúc mình cần nhau nhất. Cô biết con đi làm kiểu với cái tần suất như vậy con mệt lắm. Đã vậy bây giờ con mới bị bệnh xong á, cái phổi của con nó yếu nữa. Yeah. Cho nên có những lúc có thể là về cảm xúc á, bạn không đè nén được, bạn có những cái có vẻ là hơi có thể làm sẽ làm con bị tổn thương một chút. Nắm tay nhau thật chặt đi nào. Đó. À, không biết Sang có muốn nói gì với vợ hay không? Những cái chuyện mà trước đây anh có làm mà anh không có suy nghĩ, em bỏ qua cho anh. Có làm được cái gì được làm á, thì anh cũng phải cố gắng anh làm để anh cho hai mẹ con được đầy đủ. Chứ anh không có buông tay, có từ bỏ gì hết. Mặc dù là anh rất là muốn buông xuôi luôn sau cái sự mất mát của mẹ anh. Hoặc là cái chuyện mà hoàn cảnh đưa hai mẹ con ra như thế này, anh không bao giờ muốn. Chỉ cần mà cái suy nghĩ của anh á, mà nó luôn hướng về hai mẹ con em á, thì em luôn tôn trọng quyết định của anh. Đứng lên ôm nhau một cái nào. Nó đẹp đôi gì đâu. Cảm ơn hai con đã đến với chương trình Lần Sau. Mời hai bạn tự giới thiệu về chính mình. Em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Phúc, em sinh năm 92, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Em ở quận mấy Phúc? Dạ, hiện tại hai vợ chồng em đang ở Bình Thạnh. Rồi, mời cô dâu với nụ cười tươi trẻ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và quý vị xem đài. Em là Bích Hằng, năm nay em hơn chồng em 1 tuổi. Em đang là quản lý của một ngân hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ rất muốn biết là hai vợ chồng em coi như là trước đây là quen nhau như thế nào? Rồi lần đầu tiên gặp gỡ nhau rồi có ấn tượng gì về nhau nào? Thì hai vợ chồng em thì quen nhau, cái duyên đó là do ban đầu hai chồng cùng vào làm ở một chi nhánh của ngân hàng. Thì vợ em là vào trước em 6 tháng. Sau đó thì em mới vào làm. Tụi em ấn tượng nhất là chị này thì rất là vui vẻ, hòa đồng với nhiệt tình. Nên là nhìn cái mặt là biết rồi. Dạ, nhân viên mới nên là mình cũng thấy ai sai lỗi thì mình nhờ trước. Mà nhờ nhiều quá thì bị chê, bị trách. Nhưng mà lúc đó thì sao? Xưng hô bằng chị em hả? Hồi đó là vào là còn gọi là chị. Rồi sao nè? Không ưa rồi sao lại có sự kết nối lâu dài? Không, thực ra thì ấn tượng ban đầu của em với bạn này thì bạn cũng còn mới vào mà thấy nhiệt tình thì mình cũng quý. Nhưng mà mình kiểu hoài á, cứ xin hoài một cái mục tờ thôi. Có nghĩa là thấy là bạn cũng không có nhớ á. Cho nên là mấy lần sau thì mình bị quạo. Rồi quạo thì thấy ảnh lủi đi xin người khác. Rồi nhưng mà còn Phúc thì sao? Về cái ngoại hình của cô ấy lúc đó như thế nào? Nếu mà ấn tượng ban đầu thì em chỉ ấn tượng là tính tình vui vẻ. Còn về ngoại hình hồi đó là gọi là em hơi chê. Tại vì đó là vợ em cũng ốm, nên là ấn tượng ban đầu mà nói hơi thô tí là nói sao người giống như bị suy dinh dưỡng vậy đó. Ủa nó nghe nè, mấy lần mà có như té lên té xuống, có lần nào em đỡ chị ấy không? Dạ không, ý là mấy đợt té tại vợ em hồi trước là tụi em đều làm ở kinh doanh, nên là hay đi kiểu đi ra ngoài gặp khách hàng rồi kiểu gấp gáp á, thì vợ em thì đã có mấy đợt là bị té xe, bị té kiểu ngoài đường. Rồi giờ sao mà có cảm tình rồi? Ai... Từ lúc nào hai đứa ai thích nhau? Ai cua ai nè? Dạ, thực ra thì đầu tiên là không thích thật, nhưng mà tự nhiên trong một cái lần mà mình họp trong phòng ban với nhau thì lại thấy bạn này bạn kiểu như là một người mới, mà cái cách bạn nói chuyện á, tự nhiên không biết sao giữa có rất là nhiều nam nha, tại vì ở hồi thời điểm đó thì chi nhánh em nữ ít, nhưng mà tự nhiên cái cách mà bạn nói chuyện nè, bạn báo cáo hay bạn trình bày một cái vấn đề gì, mình cảm thấy giống như là đằng sau bạn có một cái hào quang gì đó là mình là để ý. Sự uyên bác đúng không? Một cái sự mà cuốn hút khi mà anh diễn giải năng lượng, đúng không? Ở cua chồng hay chồng cua vợ đó. Dạ, cái này thì nói về tán thì em là người tán vợ em, nhưng mà cua thì vợ em cua em. Bây giờ nè, bây giờ cổ cua em sao? Dạ, ban đầu thì nhắn tin thường xuyên, rồi mới đầu là em cũng hơi nghi rồi, và mình cũng từ chối khéo tại vì lúc đó tụi em mới ra trường nên cũng chưa có xác định là sẽ quen nữa. Với thêm là tâm lý chắc kiểu của con trai hay là đàn ông là kiểu phải thành đạt thì là đó. Rồi bây giờ là bạn tán em sao? Anh kể đi. Đến lúc mà bạn tán sau khi mà em phát hiện ra như vậy thì em là một người cực kỳ kiên trì, có nghĩa là có một vấn đề gì em kiên trì lắm, nhưng khi em đã quyết định rồi thì em một phát rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng. Rồi bạn ấy nhưng mà bạn ấy lại quay ngược lại thì bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, rồi hứa có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên, rồi tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa, cái mình không có liên lạc nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô hả Phúc? Kể cho anh nghe đi cái đoạn đó. Nếu mà hai đứa chính thức mà gọi là quen nhau thì cách tại vì thường tụi em xác mốc định cái mốc thời điểm thì khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Rồi sau đó là cũng qua nhiều cái lần mà giống như tụi em vừa kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Như vậy là tụi em quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi?
Dạ, tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Thì cũng nhân kỷ niệm là tụi em gần 5 năm kết hôn thì mới đăng ký tham gia chương trình. Còn quen thì trước đó tụi em quen 2 năm rồi bắt đầu mới cưới. Có nghĩa là được gần 7 năm đó. Dạ. Gần 5 năm, 7 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ, chưa. Ủa sao chị biết hay vậy? Hả? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá. Đôi mắt này có thể nhìn vợ không? Người ta mà biết người ta son hay không son, son à? Quá, đó, cho nên là thấy là có vẻ như là tại vì á, lâu lâu á, bạn vợ nhìn Bin với lại bạn chồng nhìn ông mụ của tôi với một ánh mắt mà giống như là trời, hay quá. Một cái sự mà gọi là anh ơi em rất cần anh. Trời hay quá. Và anh ơi em rất cần anh lúc này đó. Trời nói giống như đi guốc cho bụng ta. Giống như là mình đi vào trong sâu thẳm của đôi mắt người ta vậy đó. Dạ tụi em cũng đang lên kế hoạch cho. Vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau thì cái tình yêu của các bạn nó có những cái va vấp, có những cái rủi ro, có những cái trầy trật gì không? Nhiều lắm anh, ý là tụi em chia tay nhiều lắm. Mà tới nỗi mà đồng nghiệp trong cơ quan á, thậm chí là hồi đó là có sếp cũ của em á, là và nói là hai đứa bay mà cưới nhau á là ăn đi một tháng lương. Mà vì lý do gì? Cãi nhau về là những cái điều nó cực kỳ cơ bản. Ví dụ nhiều khi ghen tuông rồi hoặc là anh này thì ảnh nhiều khi bề ngoài nhìn vô người ta nhìn thấy hơi vô tâm á. Nên là em cũng thấy là hơi vô tâm. Hồi xưa thì em nghĩ là hơi vô tâm, có nghĩa là anh không nhau nói những chuyện đó. Có nghĩa là giống như mình muốn cái điều này mà ảnh cứ không có nói, không có thể hiện ra ngoài. Có cái chuyện nào đại diện vui vui kể nghe chơi? Dạ thì chuyện thì nhiều lắm, tại vì hồi đó một phần là tụi em thấy là hơi khắc khẩu với nhau á, nên vợ em gần như là mỗi ngày tụi em đều giận nhau, nhưng mà chủ yếu là giận thì nó cũng mau lành, có nghĩa là giận rồi xíu nói chuyện, giống như mình bận làm á mà vợ em nhắn tin không trả lời, cái bắt đầu nhắn tin em thấy anh vô tâm quá. Mà có những đợt giống như vợ em là đang stress công việc hay gì đó thì mình cũng không để ý, thì mình đi cuốn theo việc mình làm. Rồi thêm nữa là vợ em phải nói là hơi quá ghen. Ghen đúng không? Dạ. Thường thì mỗi lần mà giận nhau vậy đó, ai là người chủ động làm lành? Nếu mà quen giận nhau thì tính của em thì thường là nếu mà mình cũng hay xin lỗi trước. Nhưng mà em chỉ xin lỗi vậy, giống như là em sẽ xin lỗi mà kiểu tới lần thứ hai, thứ ba thôi. Thì mình cố tình làm lành thôi, mà còn lẫy nữa thì em sẽ bơ luôn. Nhưng bơ luôn thì người này sẽ cảm thấy thiếu thiếu, có bắt đầu lại dãy nảy khóc rồi làm trò làm kia để tạo chú ý, thì xong rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi về thôi. Nói chung là tụi em giận nhau thì rất là nhiều nhưng mà là rất là mau làm lành. Cái lần mà giận nhau dài nhất là được mấy ngày? Nếu mà giận nhau dài nhất thì chắc khoảng chỉ có chưa đến một tuần. Đó. Nhưng mà sau đó thì em đề cập cái chuyện cưới, ổng không có đồng ý liền. Vậy thì em bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Dạ, thực ra là em cũng biết là một phần là từ cái chỗ bệnh của mình á. Thời điểm đó của em nó cũng hơi nặng. Thời thường một năm thì bệnh của em nó sẽ trở nặng vào một cái chu kỳ. Thường là chu kỳ vào mùa đông á. Mùa đông là lạnh sẽ chu kỳ nặng. Dạ. Thì em có đề cập, em nói là mình cũng, thực ra em cũng lúc đó cũng lớn tuổi rồi. Nên là mong muốn là mình cũng phải an cư để lạc nghiệp kiểu vậy. Có nghĩa là cuối cùng giờ quay xe lại với em đúng không? Có nghĩa là mà em ngày nào cũng tỏ ra mình là một người nội trợ, một người phụ nữ hoàn hảo đúng không? Dạ. Nấu cơm cho anh ăn đó, còn này kia nọ cho em bị một thói quen đúng không? Dạ. Rồi sau một tháng đó là đề nghị cưới là vô liền. Dạ. Vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Em tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Dạ, đúng. Mà chưa có cầu hôn luôn đó. Dạ. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc, đặc sập nhất đặc của chương trình Vợ Chồng Đặc sản của Vợ Chồng Son. Đó. Dạ. Là 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 chưa... năm đó, 5 năm rồi. 5 năm ha. Chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Vợ nói trước. Để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Sao mà bạn không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em bà, mà cứ gọi bà tôi. Trời ơi, không, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, còn tôi đưa tên nó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Nên là cứ ý kiến với em là này vợ thế này, vợ thế kia rồi. Nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là hay thả bom. Thả bom. Đó là tốt bụng thôi, kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á, buổi sáng sớm là hương vị. Không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng thả bom. Có nghĩa là điện thoại có độ chuông và mất mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh. Nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ. Tiếng thả bom và mùi hương. Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thả bom, cái tiếng động đó. Dạ đúng rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Sao em nghe vậy? Mà có đó đáng yêu.
thay cho đồng hồ báo thức. Dạ. Không, nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và chùm chăn lại. À. Có nghĩa là chùm chăn lại cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Cố tình. Cái đó là khủng khiếp đúng không? Đó, một sự khủng khiếp. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em xếp đồ em bị rơi đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi chứ thực ra là mình lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, kịch bản hai thì ảnh ngủ luôn. Anh ngủ luôn và em chờ ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12:00 PM cho đến khi nào mà ông cho em chừa cái tật đó đó thì bắt đầu sau này kể từ đó là em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ luyện đồ đúng không, ok bây giờ luyện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, làm sao em không dám nữa. Có nghĩa là sẽ muốn đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Ngược lại những điều vợ muốn đúng dạ, không có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chưa xem đó là cái đó không, anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á, tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ, thì mình đúng không? Bởi vì anh bây giờ anh không có nói là ông bà cái câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát biển đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, cái chủ nhất là cái càm ràm. Bớt cái càm ràm đi. Đúng rồi, đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng, có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt ôi em là con là bị dụ á, con là kia hết đấy. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng chị em. Hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó, nhà hai chồng là đủ hết trơn trọi đó. Trời sao hay quá vậy. Để bữa nào chắc đặt viết kịch bản. Rồi sao bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là phải yêu cầu thay đổi, nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen, gọi là cực kỳ ghen. Tại một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau á là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá. Nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến là có người xem thì gần như tin nhắn nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi, là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới lấy xem. Trời quá dễ sợ, cao tay lắm. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung bạn bị tai nạn xe, thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra. Thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời con bé đó đi với một Phúc đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen. Tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen á nên là người ta lại càng dậm chọc. Dậm mắm dậm muối vô đó. Đó, người ta cứ thêm mắm thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á, thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Thì có một đợt là có chị làm về hành chính mà chỉ gọi chỉ tâm sự mà hình như là 45 phút, là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi, là 40+ tuổi rồi, có con có chồng có con bình thường, mà chỉ người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cô không nói ghen. Gì dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy á. Tại vì biết sao không, gọi điện đó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự. Và thực ra là nếu như mà mình một hai lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự và với tâm sự với rất nhiều người thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ. Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11-12 giờ đêm cứ khuya tới cái giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để tâm chia sẻ thì lại đi tâm sự với người khác. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà bây giờ còn không, hợp lý, cái đó là đúng hợp rồi. Lý mà bây giờ còn tâm sự. Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế, nhưng mà lâu
lâu lâu thì cũng có những nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà lâu lâu gọi là thôi. Nói chung là vợ em ghen nhiều lắm, chứ là cái đó nhắn tin qua lại thôi. Ghen cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. À, cái giờ đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẻ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác. Thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được, chú trả lời đi. Thôi khắc phục, bỏ luôn đi. Dạ, về sau thì cũng tâm sự buổi trưa đi. Hay gì 11 giờ tối bây giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai, về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút khỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá. Hay là đồng nghiệp hay em đi gặp đối tác hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả? Nữ thì kêu tôi đi theo, không thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, không thôi thì ở nhà. Vậy vậy giờ giải quyết làm sao chứ, lẽ để chuyện ghen này hoài. Thôi tiếp đi, còn ghen còn tật xấu nhiều tật khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Rồi. Làm Phúc là người đi thu dọn. Dạ tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Là em mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50 ngàn bỏ vào ổng heo. Cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự tin, ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi kêu đóng 50 ngàn thì không đóng. Xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa. Xong rồi bực mình đóng luôn 500 nghìn cho con heo. Dạ, đúng rồi, quá em tưởng quá con. Để được bừa bộn bộn 10 lần. Dạ đúng rồi, để được bừa bộn giống như đã cái tính á. Nhưng mà qua bữa sau là mua em heo ra 500 ngàn lúc nào không hay. Dạ. Bấm móc ra luôn. Dạ bấm móc luôn. Trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà bả mà. Dạ. Nhà bả heo của bả mà bả muốn moi giờ nào bấm móc. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em cũng không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn. Chắc đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao, ai giữ? Rồi tính toán chi li thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền. Nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ. Nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chủ tự chủ á, với làm ngân hàng quen. Dạ, rồi đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng làm cũng quen rồi thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỹ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Trời đó, mình cũng phải đề phòng chứ. Nên là nhưng mà anh rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp, ok em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn anh giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ có gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào cũng toàn chồng phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng đúng không? Có nghĩa là không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em vẫn phải lấn qua. Mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, coi như không mẻ được, đúng không? Và chồng em mà rất vui vẻ với đó, vui vẻ rồi. Cái tiền đó để làm gì nè, theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan niệm của em sẽ làm gì? À, thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi. Chứ cũng không có gì, không có kỳ gì cả. Nhưng mà có điều là nếu mà để cho chồng thì mình cũng thấy sợ là nhiều khi tức đổ tường hay cái gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm không? Dạ em vẫn hoàn toàn yên tâm, nhưng mà có điều là giống kiểu là tính mình hay quên hay sao á, nên là đi ăn thì em cũng ít khi mang tiền theo. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm. Tại vì do vợ em có giai đoạn là bệnh á, nên là vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xì xò bề ngoài. Nên là bây giờ thì có nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm. Với vợ em bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á, thì mình nên cải thiện đó. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiễm mình chấp nhận đó thì mình, cái đó là cái lựa chọn của mình mà mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình thì em nghĩ nó vẫn ok. Có nghĩa là em chỉ muốn vợ em á là bây giờ phải vượt qua cái mặc cảm, cái tự ti về căn bệnh của mình.
đúng không? Và bây giờ em đã bớt đi tất cả những điều đó chưa? Ừ. Dạ em đã 90% là đúng không? Dạ, bây giờ em chị nghĩ là em nên có một cái chia sẻ gì với khán giả. Dạ. Vất nhất là những người nào á mà có căn bệnh tương tự như mình á, để các bạn có thể có được cái tự tin giống như em bây giờ. Dạ. Thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay á thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn, tại vì em bị từ năm lớp 2 cho đến bây giờ. Dạ. Thì tự tử này, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn khi em có ba mẹ, có gia đình, chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Và em nói là có nghĩa là nói chung là em có luôn có một cái câu slogan cho mình đó là không có gì là không thể cả. Vì khi em nói chung là mình phải tin tưởng một điều rằng là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này nó sẽ đến nếu như mình tin điều đó. Còn nếu mà mình thực ra là mỗi một con người sẽ có một cái góc nhìn quan góc khách quan khác nhau, mình cứ nghĩ nó tiêu cực thì mọi thứ trong cuộc sống mình nó chưa ra đánh trận là mình đã thua rồi. Còn với em là em chỉ muốn truyền tải cái năng thông điệp này cho mọi người là em là một minh chứng cho cái việc là mình đã có những cái sự thay đổi tích cực trong bệnh tật và từ trong cái suy nghĩ của mình. Để có được những như thế này thì người ta phải trải qua rất nhiều cái sự chông gai. Thì không phải ai là cứ thành công như bây giờ là để có được cái điều đó đâu. Nên là mong muốn là các bạn phải cố gắng tích cực lên. Mình chỉ có là vẻ bề ngoài nó không được đẹp thôi, nhưng đã có giải pháp rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là đang phải chống chọi với những cái căn bệnh mà rất là khó và hiện tại chưa chịu được, như tim rồi các kiểu nữa. Nên là mình phải cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Và cũng giống như em cũng chia sẻ luôn là thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Và cái quan trọng nhất là chúng em đến với nhau và cùng thời điểm, đúng là thời điểm. Và anh ấy có thể là chọn một người phụ nữ có thể dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn, nhưng mà anh lại chọn em. Vì anh ấy và hai vợ chồng luôn luôn cố gắng, những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi, rồi anh ấy trùng chân thì em sẽ đúc, có nghĩa là mình phải cùng nhau đi đứng một cái, cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình nó phù hợp. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn, có nghĩa là cái câu chia sẻ này của vợ thôi đó là tối nay là có bầu đó. Thôi ơi. Dạ. Là tại vì chồng cảm thấy là vợ đã gọi là vượt lên được những cái mà chồng cứ cho là vợ vẫn còn đang bị mặc cảm, vẫn còn đang bị tự ti. Thì bây giờ chị chỉ khuyên em như vậy nè, để mà chứng minh cái sự gọi là cái tự tin của em á nhiều hơn nữa đối với chồng á, thì cái cường độ ghen của em bớt lại. Tại em biết sao không, thực sự vợ chồng ai cũng vậy hết trơn á. Sống với nhau một quãng đời mấy chục năm thì nó sẽ qua nhiều những cái giai đoạn, rất nhiều những cái giai đoạn của cái lứa tuổi cũng như là của cái đồ thị hình xin của tình yêu á, thì lúc không bao giờ có một cặp nào mà có thể mà bỏ hẳn được cái giai đoạn ghen tuông hết. Lúc dạ, nào cũng sẽ là. Và bây giờ em đang ở giai đoạn đó. Lý do là thứ nhất tụi em mới được lấy nhau được có 5 năm. Dạ. Thứ hai là tụi em còn son, tụi em chưa có con. Thứ ba là có một số yếu tố mà để tạo nên cái sự ghen tuông của vợ em. Đó là đầu tiên là vì vợ em, như em đã cảm nhận là vợ em mặc cảm, là vợ em bị bệnh, gọi là một cái căn bệnh mà nói chung là phụ nữ người ta không có thích. Không thích cái bệnh đó, bởi vì rất khó làm đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa lại là một cái sự mà chan hòa và ân cần quá mức của em đối với mọi người xung quanh, nhất là những bạn đồng nghiệp nữ, hoặc những chị, hoặc những em đồng nghiệp nữ. Cho nên á, ông bà mình nói á, không có khói thì sao có lửa, không có lửa sao có khói. Ý là như vậy. Thành ra bây giờ á, em muốn vợ em bớt đi cái ghen tuông đó thì em cũng sẽ bớt đi những cái ân cần quá mức cho phép của một người đàn ông đã có vợ. Dạ. Nếu em chưa có vợ, em muốn làm gì em làm. Nhưng khi đã có vợ rồi thì nhớ giùm chị, gọi em hiền á, chứ chị á là 10:30 đổ đi đấy ha. Mà ổng không quan tâm tới mình mà ổng cứ lo chuyện thiên hạ đâu 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 là chị mệt mỏi lắm, là chị không có để yên vậy đâu. Đúng không? Dạ. Chính vì vậy mà chị có ba đứa con đó. Em hiểu chưa? Đó, như hồi nãy vợ em cũng có chia sẻ đó, tại sao em lại không lựa chọn những cô gái khác khỏe mạnh hơn, tốt hơn, mà sao lại là lựa chọn vợ em để mà đi đến hạnh phúc ngày hôm nay. Thì trong để cho vợ hết ghen thì mình cũng phải lựa chọn. Dạ. Lựa chọn thời điểm và lựa chọn những người mà chúng ta cần phải có một cái sự trao đổi với nhau phù hợp với thời gian. Dạ. Thấy không? Rồi bây giờ trước khi hồi nãy chị nói là sao? Tối nay có bầu liền á? Chưa đâu. À phải em còn chút. Một chưa luôn. Ủa chưa luôn trước hả? Khi chút phải có cái điều này nè, nó mới linh nữa. Đâu cái gì? Đó là gì? Các em đến với nhau
cho đến lúc mà các em cưới nhau cũng chưa có một cái sự tỏ tình. À, một câu và tỏ tình. Và cũng chưa có một cái lời cầu hôn. Vậy thì trước khi anh bắt đầu anh khai mỏ anh chúc các em có em bé thì anh muốn em, mình là đàn ông mà, đúng chưa? Dạ. Anh muốn em có một cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình. Thì nói thẳng luôn đi, đó. lời tỏ tình tỏ đáng tình yêu đi. Tỏ tình và cầu hôn với vợ em. Lời tỏ tình đáng yêu. Đó, được không? Cái này thì em cũng chưa có sự chuẩn bị cho lắm nên là... Không sao cả, em không cần không có gì nó qua sự tự nhiên hết em. Em nói bằng cả trái tim. Em cả đứng trái lên... tim của em với vợ em. Thực ra nó không phải là câu tỏ tình đâu, nó chỉ là những cái lời yêu thương nhất mà em muốn dành cho vợ. Đúng rồi. Và muốn lời nhắn nhủ nhất về hạnh phúc tương lai của tụi em từ đây cho đến hết cuộc đời. Những gì em suy nghĩ trong lòng muốn nói với giống vợ. Như cái câu ha, nắm tay nhau thật chặt, xí tay nhau thật lớn. Hai chị em mình sẽ làm cái này đến 4 thập kỷ. Đó, à, nhưng mà đó là hai chị em mình, còn bây giờ là em đó Phúc. Thật ra thì anh sẽ không nói những cái lời mật ngọt với vợ, tại vì tính anh thì anh sẽ không thích hợp nói những cái điều đó, nhưng mà chắc sống với nhau thì vợ cũng hiểu là anh rất là thương vợ, nên là vợ cứ thoải mái tự tin về những điều đó. Tại vì khi mà anh đã quyết định chọn ai, tại vì trong quá trình quen nhau thì mình đã có nhiều thử thách rồi, và khi mình đã lựa chọn thì mình sẽ tôn trọng cái lựa chọn đó, và mình đây là lựa chọn mà mình đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng và theo nó đến cùng, nên một vợ cứ tin tưởng cho anh. Ôm hôn cái coi, ôm nhau đi, ôm hôn cái coi nè, ồ trời ơi. Thôi bây giờ hôm nay nhân dịp các em đến với chương trình Vợ Chồng Son ha, anh chúc cho hai vợ chồng Phúc nha sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, nắm tay nhau ha, đi đến với nhau, đi đến cùng nhau đến cuối cuộc đời này nha, dù khó khăn dù có như thế nào đi nữa lúc nào cũng có đôi với nhau ha, và chúc cho hai em qua năm sau nha, bác sĩ báo tin vui và cuối năm sẽ xuất hiện một thành viên mới trong gia đình của các em, nếu được một cặp luôn được không? Một cặp nghe đó, một cặp tuyệt vời, đầy đủ, khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt sẽ đến với gia đình em nha. Đúng rồi.